cái dòng. Thì chúng ta sẽ chọn thật cái sẽ diễn giống như thế này, chúng ta sẽ đưa cho khán giả làm trước, chúng ta sẽ lấy cái dòng chúng ta đưa lên và chúng ta buông hai cái tay ra, cái dòng nó bị dính vô, bạn thấy nó bị dính vô rồi. Rồi sau khi nó dính vô xong thì chúng ta sẽ đưa cho khán giả làm thử, thì khi các vị khán giả khác sẽ làm giống như chúng ta, cũng đưa lên là cũng thả ra và cái dòng nó không có dính, và đến khi chúng ta làm thì nó mới dính, còn khán giả làm thì nó không dính. Rồi cầm lên rồi thả lên, nó lại dính vô. Chúng ta cũng có thể làm bằng cách khác, bằng cách chúng ta làm bằng hai tay thì nó cũng rất là đơn giản. Nó như thế này, chúng ta cầm cái chiều bên đây, rồi chúng ta đưa cái dòng lên. Bây giờ chúng ta sẽ làm bằng một tay, thay vì chúng ta làm bằng hai tay chúng ta sẽ làm bằng một tay, và chúng ta cầm cái dòng nó cũng dính vô.